nha. Hôm nay mình đi bộ cái thời hồi đó mà chú mua được con này cũng ngon lắm. 5 triệu quá chứ, sao cho nên 15 triệu ngon lành. Cái dây điện từ bên máy súng, còn bộ dây điện đây chú cũng xài bình 150, nó tiếp điện áp xuống nó chỉ có 80V thôi mà. Thì đó mà xài được cái con này cũng dữ dằn. Giờ nó đang lấy xuống. Hôm nay mình đang có mặt tại ở Hồ Thượng, quốc lộ 20, đường liên tỉnh, cư Mường Nga, Esup, tại quán của cô Vinh. Đây là độc lập, 4 con LV Top Sành 200A. Con này sản xuất tại Trung Quốc, công nghệ Trung Quốc, Technology MIT. Con này con sạc cũ của chú nè. Sạc này cũng tương đối ngon á. Sạc này MBBT. Cái thời hồi đó mà chú mua được con này cũng ngon lắm à. Đang xài con watt, con 2000W. Cái này 15 triệu quá chứ. Cái này 15 triệu. 15 triệu á hả? Cao nha. Cao. Tính 15 triệu quá. Ừ. 33 triệu là biết. Ừ. 33 triệu luôn. Giá thấy là 33 triệu đó. Con cặp bình này ngon lành. Cái dây điện từ thì nó súng thôi, còn bộ dây điện này là chú mua cái ổ cắm nó chú cũng mua luôn à. Này, trước đây chú cũng xài bình này 150 trong năm nha. Trên kia là 4 tấm pin 330, họ đang đấu là một cặp nối tiếp điện áp xuống nó chỉ có 80V thôi mà. Nó đang lấy tải nên mình thử ra khoảng 70V. Dòng nạp nó đang là 20A. Dạ đủ ạ. Đây. Cài điện áp cắt. Cao. Thời đó mà không xài được cái hệ này là cũng dữ dằn rồi mà. Lắp năm 2020. Giờ nó đang lấy xuống nè. Đây là 4 tấm pin. Đón 330. Hồi trước đây của chú lắp lâu rồi mà, của cô với chú lắp lâu rồi. Nay mình mới vô thay cái dàn bình trước đây bình nước nó xài mau hư mà, tầm chừng năm là phải thay rồi, nên nay mình thay vô cái thằng ác quy gel LV Top Sành 200 này.